Hello, bé ba xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay bé ba đọc được một cái bài báo. Nói chung là một cái hồi chuông, một cái điều gì đó rất là đáng sợ đang xảy ra ở đất nước Nhật Bản. Hơn 700 nam giới tự tử chỉ trong một tháng. Chuyện gì đang xảy ra? Đây là một cái câu hỏi mà làm cho bé ba phải đọc ngay cái bài báo đó đó cả nhà. Tức là khoảng cuối tháng 11 năm 2020 thì Bộ Y tế Nhật Bản đã công bố số liệu mới nhất. Theo đó là 705 người đàn ông trong độ tuổi lao động ở nước Nhật Bản đã tự tử chỉ trong tháng 9. Tức là cuối tháng 11 người ta mới thống kê lại là tháng 9 á. Chỉ trong một tháng thôi mà hơn 700 nam giới, 705, chính xác là 705 người đàn ông trong cái độ tuổi lao động ở đất nước Nhật Bản mà tự tử chết. Số vụ tự tử ở Nhật đang có xu hướng tăng. Đặc biệt là vào thời điểm gần cuối năm 2020. Cả nhà biết làm sao không? Là tình trạng COVID-19, virus corona, nó ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu, kinh tế toàn thế giới. Ở đâu người người nhà nhà đều thất nghiệp. Nói chung là những cái công việc giống như là ở Nhật Bản, như là cả nhà đã biết là nó là một cái quốc gia công nghiệp, đúng không cả nhà? Một đất nước làm về công nghiệp điện tử, công nghiệp ô tô, nói chung là công nghiệp. Và phần lớn thì người Nhật á, ngoài những cái ngành như bác sĩ, kỹ sư hay là những cái ngành khác ra thì đa số lao động phổ thông á, thì là người ta sẽ làm việc ở công ty. Người ta sẽ làm công ty, người ta làm công nhân đó cả nhà. Quan trọng là giống như công nhân, không phải là cái từ gì nó giống như là người ta gọi là nhân viên công ty á. Người ta gọi là nhân viên công ty nhưng mà thật sự là cái công việc là công nhân, đúng không cả nhà? Là một người làm công nghiệp thì là người ta nói là công nhân, là một người làm sản xuất về công nghiệp thì người ta gọi người đó là công nhân, đúng không? Phần lớn thì vào nhà máy làm, nhà máy như là bé ba làm nó thì công việc của họ là vậy. Nhưng mà bây giờ á, theo đúng như là cái chỗ cái hãng của bé ba biết á, là ngày trước bé ba làm ngoài giờ rất là nhiều, bé ba làm tăng ca rất là nhiều. Thì có khi bé ba làm từ 8 giờ 15 sáng, bé ba làm cho tới 8 giờ tối luôn á cả nhà. Rồi làm đêm, làm ngày, bé ba đều làm ngoài giờ. Tại vì là công việc nhiều, mình làm ngoài giờ. Nhưng mà người Nhật á cả nhà, bây giờ là người Nhật làm chung với bé ba nha, thì người Nhật cũng có trong hãng của mình á, thì bé ba biết nè, là người Nhật có là người Nhật làm ở trong công ty lâu năm thì là nhân viên công ty được ký hợp đồng chính thức với cái công ty đó, thì là bé ba hỏi được á, là có người làm hai mươi mấy năm rồi đó cả nhà, có người làm trên 30 năm đó. Là cái cô làm chung với bé ba nè, là cái có cô đó, cô làm ở công ty bé ba đang làm đó, là cổ làm trên 30 năm đó. Sanjunen Izo, tức là nó nhiều hơn 30 năm đó. Là tại vì bé ba hỏi là bả làm công ty này lâu chưa, thì bả trả lời là hơn 30 năm. Và bả nói là hầu như là những người mà lớn tuổi làm trong công ty này là hơn 20 đến hơn 30 năm không đó. Là làm như vậy thì là được công ty ký kết chính thức. Nhưng mà cũng có một phần nhỏ những cái người Nhật mà vào công ty này sau sau cả bé ba luôn. Bé ba làm công ty thì bên Nhật này là khoảng hơn 2 năm nay rồi, thì là bé ba chứng kiến là người Nhật vào làm xong nghỉ, vào làm xong nghỉ, vào làm xong nghỉ, tức là ký hợp đồng ngắn hạn cả nhà, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng với những cái người đó rất là nhiều. Rồi bé ba làm 2 năm nay là bé ba quen biết được những cái người Nhật mới vô làm sau mình và đã chia tay những người đó rất là nhiều do họ nghỉ việc. Là công ty chỉ ký hợp đồng tạm thời thôi, là những cái người đó giống như là những người haken, những cái người là làm việc ký hợp đồng ngắn hạn á, là giống như là họ tới cái công ty giới thiệu việc làm đi, giống như ở Việt Nam là tới cái công ty giới thiệu việc làm, họ muốn tìm việc làm thì thông tin của họ đó, và giống như là công ty nào mà cần lao động cũng tới đó tìm. Rồi xong rồi cái công ty tạo việc làm đó, cái công ty môi giới đó, nó sẽ giới thiệu cho hai bên gặp và phỏng vấn đó, xong rồi thì vào việc làm thôi. Và cái công việc đó thì không chính thức.
Thì sau khi mà hết cái hợp đồng thời vụ ngắn hạn vậy đó thì họ sẽ nghỉ việc, và bé Ba quen một cái chú mà chú đó là cũng đang, bé Ba nghĩ là sẽ đang xem clip này nè, tại vì á clip nào bé Ba đăng lên thì chú đó cũng comment hết, chú đó là người Nhật Bản của bé Ba ha. Thì chú đã nghỉ việc, giống như là nghỉ việc ở công ty đó, công ty bé Ba nè, xong rồi thì không tìm việc sau đó nữa. Bé Ba cũng không có tiện hỏi là không tìm được hay là không tìm, nhưng mà là chú đó có nói là do corona cho nên là vẫn chưa tìm việc. Thì bé Ba nghĩ là rất là nhiều người Nhật cũng đang gặp tình trạng khó khăn trong cái việc tìm việc đó cả nhà. Tìm việc rất là khó bởi vì đâu đâu cũng thừa người và thiếu công việc để làm hết á. Có những cái buổi mà bé Ba chỉ vào công ty để cắt giấy hay là dọn dẹp sơ sơ, lau chùi gì gì đó, những cái công việc tào lao thôi, không sản xuất ra hàng á cả nhà. Thì công ty vẫn phải nuôi mình như vậy thì sao mà có thể thuê người vô để nuôi không như vậy, trong khi là hàng hóa thì không sản xuất ra cả nhà. Nói chung là đó là cái tình trạng rất là khó khăn. Thì người Nhật theo như bé Ba biết á, là hồi nãy giờ là đang nói hơi hơi bị hoang mang, hơi bị lan man đúng không? Thì hồi nãy đầu như là đầu cái video này bé Ba đã nói là chuyện gì đang xảy ra mà 700 nam giới tự tử chỉ trong một tháng, là cụ thể là tháng 9 năm 2020. Thì như bé Ba được biết á, thì người Nhật á họ rất là giống như là cái tinh thần võ sĩ đạo của họ đó rất là cao á cả nhà. Cái tinh thần kêu bằng là sĩ diện á, tức là cái tôi á của họ rất là cao. Mà bây giờ á cụ thể là do bùng dịch quá không tìm được việc làm, không tìm được việc làm thì họ cảm thấy là mình là một người không có giá trị và không thể nào, giống như là thường á người Nhật nói với ra là họ có những cái chuyện giống như là không thể tâm sự được với ai, mà người Nhật rất là cô đơn nha cả nhà. Nói chung là người Nhật rất là cô đơn. Họ thay vì á ở nhà ở Việt Nam mình buồn thì mình có thể than vãn với bạn bè và với gia đình người thân của mình đúng không? Còn ở Nhật thì họ quan điểm rất là khác, có những việc họ không thể nào tâm sự ngay cả với bạn bè hay là với gia đình của mình luôn, và họ cứ ôm cái chuyện hết cái chuyện này buồn tới chuyện kia buồn, hết áp lực này đến áp lực khác, họ cứ ôm vào người vậy á. Nhưng mà đến một lúc nào đó thì họ sẽ không còn chịu được nữa, họ sẽ không còn chịu được nữa và cảm giác là mình là người vô dụng, và họ tìm đến cái chết. Và ở Nhật á, gần núi Phú Sĩ có một cái khu khu rừng người ta gọi là rừng tự sát đó cả nhà, vào đó rồi tự tử rồi chết. Thì đừng nên tìm hiểu, mọi người nói là đừng nên tìm hiểu và cái khu rừng đó, vào đó thì nhiều khi không có ý định tự sát thì cũng sẽ chết thôi. Người ta nói là nếu mà tìm hiểu về cái khu rừng tự sát đó, không có cái ý định là chết thì cứ vô cái khu rừng đó thì cũng chết thôi, nó không phải ma mị ma ám gì hết, nhưng mà vào đó thì rừng nhiều khi có rất là nhiều loại thú dữ rồi này kia thì sẽ chết. Tức là ở Nhật họ cái tình trạng là tự tự tử nó đang tăng rất là cao, nó là một cái hồi chuông báo động luôn. Ở Nhật này nói chung là nó phát triển thì phát triển vậy đó, nhưng mà cái tình trạng mà con người bị stress rất là nhiều, bị stress, bị chất chứa, bị áp lực rất là nhiều. Đỉnh điểm là vào thời gian gần đây là Covid-19 đang bùng nổ, thì cái vấn đề là họ không thể đi làm. Và thường á thì người Nhật ở đây á, giới trẻ, nói chung là trẻ thì nói là giới trẻ thì cũng không phải, tại vì cái chú mà bạn của bé Ba thì khoảng 50, 52 tuổi rồi, và tất cả mọi bé Ba thấy là họ độc thân một mình, không có vợ không con, không chưa từng kết hôn luôn á cả nhà. Thì nhiều khi vậy không có cái gì để vướng bận họ, không có gì mà cảm giác là mình không thể tìm được việc làm, mình là một người vô trách nhiệm gì đó, đang ở trong độ tuổi lao động luôn nha, đàn ông. Vào tháng 9 năm 2020 thì là 705 người đàn ông đã tự tử. Đó là một hồi chuông cảnh báo báo động về cái tình trạng một đất nước phát triển nhưng vẫn có những áp lực rất là khủng khiếp, những cái họ khủng hoảng rất là khủng khiếp. Đó, hy vọng là mọi thứ sớm trở nên tốt đẹp hơn. Dịch bệnh corona sớm kết thúc hơn. Bye bye cả nhà.